của họ Hầu đã chưa kìa. Wow, chúng ta sẽ tiến hành với con khủng long gì đây? Wow, chúng ta sẽ bắt đầu trước với khủng long này vậy. Đây là một chú khủng long Ryolophosaurus đó, với những phiến lá mai trên đầu nha các bạn, quá là ngầu luôn nè. Đó, cái miệng nó há ra được luôn vậy các bạn. Ôi, sở hữu cái hàm răng rất là chắc chắn luôn. Đó, nhìn đã chưa? Gai của nó các bạn chạy dọc khắp các đuôi luôn các bạn, khó là ngầu luôn nha. Còn Ryolophosaurus này nó đẹp quá trời đẹp nè. Wow, và đây là Ryolophosaurus nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn kìa. Wow, ở đây là Velociraptor. Wow, và đây là găng tay khủng long Velociraptor khổng lồ luôn các bạn. Ta là Velociraptor đây. Ôi sò, nhìn rất là ngầu luôn nha. Độ chi tiết của cái găng tay các bạn. Các bạn nhìn thấy làm rất là chi tiết luôn nha. Cái vàng hoa văn rồi trên đầu của nó, con mắt của nó nữa nè. Và đây là một chú Velociraptor chạy rất là nhanh trên một cái thung lũng rộng lớn luôn các bạn. Đây là loại lạc đà không hai vú nữa các bạn. Nhưng mà các bạn là vô hình con lạc đà hai vú, con này có thể cao lên tới 2.6m, con này rất là lớn luôn. Các bạn con người trưởng thành chúng ta chỉ đứng đây thôi nè. Tới đây của nó nè. Con này nó khá là cao và to lớn. Nhìn con lạc đà với hai cái búa trên lưng kìa các bạn, nhìn rất là ngầu phải không? Đó, đẹp chưa? Đây là Pentaceratops nha các bạn, một chú khủng long sở hữu cái khuôn mặt hình tấm khiên khổng lồ với ba cái sừng nhọn nhô ra, nhìn rất là ngầu luôn. Các bạn thấy cái sừng của nó chưa? Khá là nhọn luôn nha. Ở đây mình có một con Pentaceratops khổng lồ luôn các bạn, một chú khủng long rất là to lớn với cái đầu như tấm khiên nha. Đầu luôn này. Và đây là Massagasaurus, con nút bấm nữa các bạn, giật giật cái đầu rất là hay luôn. Wow, trước mặt các bạn là một hình khủng long Massagasaurus này các bạn. Đã chưa? Đấy, nó sở hữu cái hàm răng rất là bén luôn các bạn. Đẹp chưa? Và trước mặt mình đây là Massacasaurus này các bạn. Đó, các bạn thấy nó đẹp chưa kìa? Thú vị đúng không? Và đây là anh kia, đây là Tyrannosaurus màu hồng các bạn, cũng lông bờ chúa, nó có một cái màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy cái màu xanh bắt mặt của nó chưa? Nhìn rất là chà, nó gất luôn cái miệng rồi các bạn. Không sao, đây là khủng long bờ chúa, chúng ta có thể gắn lại miệng được. Lại như mới đi nữa chưa? Đấy, Lego Tyranno. Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus. Đây rồi, nó đang nằm nghỉ dưỡng kìa các bạn. Và tiếp theo mình có gì đây? Một chú dê núi khổng lồ sở hữu cái sừng màu xanh. Con dê núi nó to lắm luôn này các bạn, đẹp cực kỳ luôn nha. Nét chưa? Ở đây mình có cả một cái con dê núi khổng lồ đang bước đi kìa các bạn, ngầu chưa? Megalodon của thời tiền sử, nó có một cái màu đen rất là đẹp luôn các bạn. Wow, nó cắn cái ngón tay vào luôn. Nhả là đau. Cắn rất là đau luôn. Con này nó có khá là nhiều hàm răng ở bên trong luôn nha các bạn. Nó không có nhiều đầy hàm đâu. Đó, những cái hàm nó còn ở bên trong nữa nè. Đấy, xịn lắm luôn. Khi mà nó gãy một cái răng, nó thay nguyên một hàm mới luôn. Wow, cá mập Megalodon của thời tiền sử đây rồi. Nó bơi trong một cái vùng biển khổng lồ rất là ngầu luôn. Và đây mình có một chú Giganotosaurus các bạn, chú khủng long và nó sở hữu khá là nhiều gai ở trên lưng luôn, kiểu chạy dài tận đuôi và nó đẹp cực kỳ luôn nha. Ngầu chưa? Giganotosaurus nha các bạn. Wow, quá là đẹp luôn các bạn. Giganotosaurus đây rồi, và đây là mô hình khủng long Giganotosaurus, nó có một cái màu đỏ trên người các bạn. Đã chưa? Còn Giganotosaurus màu đỏ xanh này sao? Và ở đây mình có một chú Carnotaurus đang đứng nhìn những cái miếng thịt khổng lồ trước mắt kìa các bạn. Rồi, ngầu chưa? Và đây là Velociraptor này các bạn. Chứ mà các bạn là mô hình cũng là Velociraptor blue nha. Nó có một cái ánh màu xanh chạy dọc xuống khắp cơ thể rất là ngầu luôn, với cái miệng há to. Là Velociraptor đấy. Đây là một con Velociraptor
Raptor nó đang nhìn xung quanh là kiếm con mồi hay gì đó, là chạy rất là nhanh, lao vào rồi nó hút Brachiosaurus, cái khủng long cổ dài cực kỳ to lớn của mình đây. Khủng long này sở hữu cái cổ khá là dài và cái ánh bạc như cái bụng của nó nữa này, cực kỳ ngầu luôn các bạn, đẹp chưa đó. Ở đây là một con Brachio khổng lồ luôn các bạn, cái khủng long cổ dài to lớn thật sự luôn. Tiếp theo là Monolophosaurus các bạn, đó cái khủng long với cái đầu nó có cái gì đó, cái này gọi là giống như cái miếng thịt nhô lên đấy các bạn, nãy nhìn rất là lạ, nó cầm cái miệng này. Monolophosaurus đây rồi, một chú khủng long rất là đẹp luôn nha các bạn, ngầu chưa kìa. Nhưng mà các bạn là bộ hình khủng long sẽ đi ra là có cái khuôn mặt 5 sừng. Nó có 5 cái sừng nhô ra khắp mọi nơi luôn, nhìn đẹp chưa. Chai sẽ là tốt thò phiên bản đặc biệt của này, chịu hồi bị xem xét ngày sau mà mình không biết, nhưng mà nó rất là ngầu luôn các bạn. Lego chai Ceratops to luôn, quá xịn luôn. Và đây là Penta Ceratops nha các bạn. Đó, hai con đang lao vào đánh nhau với chai Ceratops. Wow, một con chai Ceratops hút bay ra luôn rồi kìa. Tiếp theo là Ankylosaurus, con khủng long với rất là nhiều gai trên lưng luôn kìa. Đó, gai của nó chạy dọc luôn xuống lên ngầu chưa các bạn. Đó, con cái ánh vàng vàng cái lưng nó đang ngầu cực kỳ luôn. Ankylosaurus luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Đó. Tiếp theo là Amagasaurus nha, chú khủng long cổ dài này các bạn. Đó, trước mặt các bạn là một chú khủng long cổ dài, nhưng mà nó thuộc bảo cổ dài đi, con này không có to các bạn, con này nó khá là nhỏ luôn á. Và đây là một con Amagasaurus nha các bạn, rất là to lớn luôn kìa các bạn. Đó. Canotaurus đây. Và đây là mô hình của Canotaurus khá là nhỏ bé và đáng yêu luôn. Sừng nhỏ bé kìa các bạn, nhìn rất là đáng yêu luôn nha. Cài của nó chạy dài đến tận đuôi luôn, ngầu chưa. Canotaurus đang bước đi trong một cái vùng đất rất là rộng lớn luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Tiếp theo mình có đây một con Ankylo nữa các bạn. Wow, ở đây mình có một con Ankylo màu hồng luôn, nhìn các bạn đó, bắt mắt chưa kìa. Chú Ankylo màu hồng nhìn đẹp ghê luôn các bạn, khá là bắt mắt hết chứ nhỉ. Và đây là một con Ankylosaurus rất là ngầu luôn kìa các bạn, to lớn thực sự luôn. Mình sẽ tiến lên đây là có gì đây. Wow, ở đây mình có một con Stegosaurus màu cam với những cái lá gai phải nói là siêu sắc bén luôn. Ơi, cái đuôi của nó kìa các bạn, gai đuôi của nó khá là ngầu luôn kìa, đẹp chưa. Ở đây là một con khủng long Stegosaurus với những cái lá gai phải nói là siêu sắc bén luôn nha các bạn, con này rất là to. Wow, tiếp theo là Amagasaurus nha, và đây là mô hình khủng long Amagasaurus. Đây, chú là có anten trên đầu này. Nó có cái anten rất là thú vị luôn các bạn, quá ngầu. Và đây mình có một con Amagasaurus khổng lồ đang bước đi các bạn, con này đã khá là to lớn và rất là ngầu luôn. Găng tay Dilophosaurus khổng lồ đang nằm trên tay mình, đây là một cái găng tay khổng lồ của Dilophosaurus. Đẹp chưa kìa các bạn, một cái găng tay cực kỳ to lớn và ngầu luôn nha. Đó, nhìn cái độ nét trên cái găng tay này chi tiết chưa. Chú Dilophosaurus chạy rất là nhanh trong một cái thung lũng rộng lớn luôn kìa các bạn. Đấy, nhìn nó chạy nhanh chưa kìa. Ở đây là một con Dilophosaurus nữa này các bạn, nhưng mà con Dilophosaurus này có hàm răng rất là bén luôn. Hai cái bạn nó phình ra ngầu chưa kìa các bạn, đẹp cực kỳ luôn nha. Nhìn con Dilophosaurus nó ngầu chưa kìa các bạn, chú khủng long khá là to lớn nha. Chúng ta có nhìn ở đây, nguyên một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus khổng lồ luôn các bạn. Nhìn nó rất là ngầu luôn kìa. Khủng long bạo chúa nhìn đẹp chưa kìa. Và đây là một Tyrannosaurus khủng long bạo chúa đây, rất là ngầu đó, nhìn nó gầm gừ. Và đây là Pachycephalosaurus này các bạn. Và đây là mô hình khủng long Pachy với cái đầu khá là cứng luôn. Ngầu chưa. Pachycephalosaurus đang đi trong một cái sa mạc rộng lớn luôn.
Velociraptor. Wow, nó có các bạn đẹp chưa kìa. Đó, đây là một con Velociraptor với các bạn trên lưng nha các bạn. Nó có một cái màu cam rất là đẹp luôn. Queen Velociraptor màu đỏ thì các bạn nhìn đẹp chưa? Con Velociraptor có màu đỏ luôn. Và chúng ta vừa chạy qua khá là nhiều khủng long quá trời luôn các bạn.